Rồi, trong cái slide 7 này chúng ta sẽ nói về kế thừa. Vậy kế thừa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trong cái bài hôm trước thầy có giới thiệu chung á, thì kế thừa tức là mình sẽ dùng lại những cái lớp trước đó đã định nghĩa rồi để mình làm những cái lớp khác. Nó có thêm các cái field và các cái phương thức khác. Nó có thêm các cái field và các phương thức khác thì các bạn sẽ làm ở trong cái class mới. Như vậy chúng ta gọi là kế thừa. Như vậy trong phần kế thừa này chúng ta chú ý giùm cho thầy. Cái này chúng ta gọi là lớp cha, parent, lớp cha. Nó có gọi là super, lớp lớn. Và các lớp con này là lớp nhỏ. Như vậy thì các lớp con này chúng ta sẽ thừa kế lại những cái field và cái phương thức từ lớp cha. Ha, lớp cha chúng ta gọi là super, lớp con gọi là sub. Sub này là sub bê phở, sub này là sub bê bò. Hai cái sub khác nhau. Trong Java, một lớp chỉ có một lớp cha. Ha, trong Java thì một lớp có một lớp cha. Ví dụ chúng ta có lớp bicycle là sẽ được thừa kế, sẽ được làm cha những em này. Nhất là cái mountain ha, những xe đạp leo núi rồi xe đạp đi dạo rồi vân vân, thì chúng ta có những lớp con như thế. Như vậy chúng ta sẽ xây dựng những cái lớp mà nó bắt đầu thừa kế từ những cái cơ bản nhất. Ví dụ chúng ta có một cái hình bình thường. Rồi cái hình đó gọi là hình đa giác hay là hình tròn. Hình đa giác thì chúng ta thừa kế để làm hình chữ nhật. Hình chữ nhật đặc biệt hơn là hình vuông. Ví dụ ở đây đa giác chúng ta có thể đẻ ra nó là hình bình hành. Rồi từ hình bình hành thì mình mới thừa kế qua hình chữ nhật. Rồi từ hình chữ nhật mình mới thừa kế qua hình vuông. Vân vân. Thì tùy theo cái mục đích mà chúng ta làm để làm cái gì. Ha, chúng ta xây dựng kịch bản nó để làm cái gì. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái sơ đồ để mà chúng ta biết là cái gì thừa kế của cái gì. Đó. Như vậy tùy theo mục đích mà chúng ta xây dựng ha. Lớp con được phép sở hữu tài sản, tức là tất cả các field, các trường và các phương thức, các function của lớp cha. Lớp cha có gì lớp con thừa kế đó. Nhưng mà thừa kế bằng cách nào, hoặc là anh em họ hàng nó thừa kế ra làm sao, thì chúng ta sẽ có một số cái đặt bảo vệ, chúng ta gọi là đặt bảo vệ cho các lớp có được thừa kế hay không. Thì trong đó nó có là public hoặc là rotate hoặc là private hoặc là default. Đó là những cái mà chúng ta có thể được thừa kế hay không được thừa kế sau này. Thì chúng ta có những cái từ khóa sẽ đặt cái tính năng bảo vệ cho từng cái field hoặc là từng cái phương thức. Chúng ta chú ý cái phần này liên quan đến thừa kế. Rồi chúng ta sẽ làm thử một cái lớp cha. Một lớp cha nó có tên và có phương thức là gì đó. Rồi chúng ta thừa kế bằng cách là chúng ta dùng cái từ khóa là extend để chúng ta thừa kế nó. Chúng ta tạo một cái package bất kỳ. Package của thầy tạo là nó là slide 7. Bây giờ mình sẽ tạo một cái class là nhân viên. Trong cái class nhân viên, rồi trong cái nhân viên này thì chúng ta có họ tên và có lương đó. Rồi tí nữa chúng ta sẽ xuống thừa kế lại một cái trưởng phòng, thì nó cũng là nhân viên. Trưởng phòng nó sẽ là nhân viên. Vậy chúng ta sẽ thừa kế từ nhân viên. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử phần này. Chúng ta lấy cái bài lab 7, bài 1, bài 2 chúng ta làm luôn. Như vậy lab 7 của chúng ta có gì? Thứ nhất, xây dựng một cái lớp là chữ nhật. Hình chữ nhật gồm có hai thuộc tính rộng dài và có phương thức là tính chu vi, tính diện tích.
và phương thức xuất là sẽ xuất ra màn hình chiều dài, chiều rộng và chu vi. Xây dựng lớp hình vuông thừa kế từ lớp hình chữ nhật. Ghi đề phương thức xuất, bởi vì phương thức xuất của hình vuông là nó chỉ có một cạnh thôi. Đó. Như vậy thì ở đây mình sẽ làm xây dựng bắt đầu từ này. Hình chữ nhật của chúng ta là có rộng, có dài. Và phương thức khởi tạo là có dài rộng ha. Như vậy bắt đầu chúng ta sẽ làm cái phần này ở đây. Chúng ta trong cái slide 7, chúng ta sẽ nêu một cái lát cho thầy. Này là chữ nhật. Trong hình chữ nhật của chúng ta ở đây người ta sẽ nói là chiều rộng, chiều dài là double. Dài. D dài. D rộng. Rồi chúng ta có phương thức nữa là gì? Tạo cái phương thức khởi tạo dài rộng. Antanas install, các bạn chọn cái contractor. Contractor của chúng ta lúc đầu là chúng ta tạo contractor là không có gì. Sau đó chúng ta lại tạo tiếp một cái contractor khác là có cả dài cả rộng luôn. Đó, như vậy các bạn thấy là người ta đưa cái phương thức khởi tạo đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là lấy chu vi, lấy diện tích và xuất. Trước tiên là mình làm ở đây public cái get chu vi. Get chu vi trả về kiểu chu vi ở đây là double luôn ha. Như vậy mình sẽ return cái gì? Chu vi hình chữ nhật bằng gì các bạn? This.d dài. This.d dài. Cộng D rộng nhân 2. Return cái này. Rồi đối với diện tích, double get diện tích. Return chấm d dài. D rộng. Đây, như vậy thì chúng ta đã có được cái lớp là chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lớp là slide 7 để chúng ta gọi các cái lớp đó. Đây, lúc này chúng ta sử dụng hàm main. Chúng ta sẽ khai báo một cái biến là chữ nhật. CN bằng new chữ nhật. Chấm phẩy. Như vậy, nếu bạn new như vậy thì cũng được. Bây giờ bạn thử làm một cái hàm xuất chữ nhật ra coi. Nó xuất cái gì? Xuất xuất thông tin. Lúc nãy người ta yêu cầu mình xuất gì đây? Xuất F đi cho nó dễ. Chiều dài 2% F xuyệt T
chiều rộng 2 chấm phần trăm F xiệt T chu vi 2 chấm phần trăm F xiệt T diện tích 2 chấm phần trăm F không cần xiệt T nữa, xiệt N xuống dòng. Rồi ở đây chúng ta sẽ cần là chiều dài D dài phẩy D rộng phẩy chấm ghét chu vi phẩy ghét diện tích. Và ở bên này chúng ta sẽ tạo giúp cho thầy cái này slide 7. Tạo cho thầy chữ nhật là dài rộng luôn, dài 4 phẩy rộng 5 luôn. Rồi chúng ta lấy cái biến chữ nhật này chúng ta xuất ra. Chữ nhật chấm xuất. Chữ nhật chấm xuất. Rồi chạy thử coi nó ra cái gì. Chiều dài 4, chiều rộng 6, 5, chu vi 18, diện tích 20. Là chúng ta đã sử dụng được cái chữ nhật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thừa kế một cái lớp là hình vuông. Hình vuông. Và nó khởi tạo lại cái hàm nhập là nó không còn hai cạnh nữa mà nó chỉ còn là một cạnh thôi. Một cạnh thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái phần override của nó như thế nào? Sử dụng lại cái hàm nhập. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp là hình vuông. Rồi cái lớp hình vuông này các bạn sẽ sử dụng là thừa kế từ cái lớp chữ nhật. Thừa kế từ lớp chữ nhật. Bây giờ mình không làm gì hết không làm gì hết. Bây giờ qua đây khai báo cho thầy một cái biến là vuông. VN đi vuông bằng new vuông nó báo cái gì không báo lỗi. Bây giờ mình VN chấm xuất, thấy không, mình chưa làm gì hết trơn mà nó đã có rồi nè, chưa làm gì hết trơn mà nó có rồi. Vậy thì bây giờ xuất cái gì trong cái hình vuông này? Hình chữ nhật thì nó xuất được rồi đó. Nhưng mà hình vuông nó đâu có gì đâu xuất. Không có tham số vào, không có đưa giá trị vào. Vậy thì mình sẽ làm gì đối với lại cái hình vuông? Giả sử bây giờ hình vuông mình cho cạnh là 6 đi. Thì nó lỗi đúng không? Bởi vì mình chưa tạo cái hàm khởi tạo cho nó mà. Chưa tạo hàm khởi tạo cho nó. Như vậy vô trong này, vô chỗ hình vuông này, mình sẽ làm lại một cái giúp cho thầy. Double cạnh, mình khai báo ở đây là cạnh ha, chấm phẩy, cái hàm mà khởi tạo đó, cái hàm khởi tạo không đối số đó, thì trong này mình sẽ khởi tạo lại giúp cho thầy là đối với lại cái super gọi từ cha
Shopper dài rộng. Rồi, chỗ này đổi vô cho thầy là cạnh. Là không có làm gì hết, shopper dài rộng là gọi không thôi. Đó là khởi tạo đầu tiên. Cái khởi tạo thứ hai là cạnh. Ok. Thì chỗ này chúng ta sẽ đưa cái thằng super vô đây, cạnh đi cạnh. Rồi mình thử lại chỗ này. Đó, nó hết hết bị lỗi nè. Chạy lại. Đây, chiều dài, chiều rộng, nó tự động nó lấy cái xấu của mình qua. Chu vi, diện tích, nhưng mà thực ra cái sức của mình có phải chiều dài, chiều rộng không? Vậy sức của mình là gì? Chỉ có cạnh thôi đúng không? Làm gì có dài rộng? Đúng không nào? Sức của mình là chỉ có mỗi cạnh thôi. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái phương thức là lặp lại ha, override một cái phương thức mới. Nó đè lên cái phương thức cũ. Ha, đè lên cái phương thức sức của mình. Còn chu vi và diện tích thì thực ra mình có cần đè không? Cũng vậy đúng không? Chu vi của hình vuông đúng ra nó là cạnh nhân 4. Nhưng mà chúng ta lấy cạnh cộng cạnh nhân 2 cũng được vậy. Đúng không nào? Rồi diện tích là bằng cạnh nhân cạnh, cái kia là cạnh bình phương, giống nhau không? Khỏi ha, chúng ta chỉ làm lại cái hàm suất thôi, làm lại cái hàm suất thôi. Ok, như vậy thì cái hàm suất này khi mà các bạn override thì thực chất là nó lấy cái super nó gọi lại, nhưng mà chúng ta không dùng đến nó, chúng ta không dùng đến này, chúng ta tự làm hàm suất lại luôn. Chúng ta sẽ tự làm hàm suất lại bằng cách là viết lại một cái lệnh mới. Copy bên kia qua cho nó nhanh. Chữ nhập. Vuông. Và mình chỉ sửa lại cái này là gì? Cạnh thôi. Không còn chiều dài, chiều rộng nữa. Cạnh, đúng không? Cạnh thôi, chiều rộng bỏ luôn. Rồi chu vi, diện tích, chỗ này dis cạnh, rộng bỏ. Bây giờ nếu như chúng ta gọi là dis get chu vi thì nó không lỗi. Nhưng mà thường chúng ta nên sử dụng là super. Đó, để cho nó get chu vi, tức là get chu vi từ cha. Thực ra khi mà chúng ta thừa kế đó, thì bản thân cái thằng hình vuông này nó cũng đã có cái phương thức là get chu vi rồi. Bởi vì nó được thừa hưởng tất cả những tài sản của cha nó ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta định nghĩa lại thì chúng ta gọi luôn, còn không thì chúng ta gọi super. Bây giờ quay trở lại, chúng ta chạy cái slide này, chạy lại. Chúng ta thấy là chỗ này cạnh, chuyện gì xảy ra? Chu vi, diện tích là nó tính được rồi đúng không? Ừ, cạnh nó xuất không được, để coi lại coi nào. D cạnh. À, mình chưa gán chỗ này. Tại vì D cạnh cái nó lấy gán bằng cha thôi, chứ nó không gán vô đây. Rồi, thiếu của mình chỗ này.
mình đưa cái này lên trên, shipper lúc nào cũng nằm trên. À đây có rồi, ok, chạy lại thôi. Run file. Cạnh 6, chu vi 24, diện tích 36. Được chưa? Đó. Như vậy, những cái phương thức như vậy chúng ta gọi là chúng ta override lại cái phương thức xuất của nó. Chữ nhật new vuông cạnh cũng được luôn nhé. Rồi bài 3, bài 2. Tạo lớp sinh viên họ tên ngành, dùng phương thức ghép điểm, phương thức ghép học lực, sắp xếp loại học lực. Lớp cũng bao gồm phương thức xuất họ tên ngành. Như vậy riêng cái phần câu 1 này là các bạn làm lại thử đi đã. Rồi tí nữa mình sẽ làm câu 2.